hôm nay ông thợ sửa máy phát hiện đang trên đường qua cầu Vàm Cống để về lại Vĩnh Long các bạn ơi. Từ thôn Nốt Cần Thơ qua cầu Vàm Cống. Mời các bạn xem cầu Vàm Cống nha. Cầu Cần Thơ thì dây văng màu đỏ, cầu Vàm Cống thì dây văng màu xanh nha các bạn. Tình hình là chúng ta đang đổ dốc cầu Vàm Cống ạ. Mây trời rất là đẹp. Miền Tây thật là đáng yêu, sông trời mây nước nhiều điều đáng coi. Là sắp đi hết dốc cầu Vàm Cống rồi các bạn ơi, chuẩn bị rẽ về quốc lộ 54 để ra quốc lộ 80. Mình không đi quốc lộ 54 nha các bạn, mình bỏ qua quốc lộ 54. Đi về hướng quốc lộ 80 thì về Sa Đéc rồi qua Châu Thành rồi về Vĩnh Long các bạn ơi. Phía trước có các bạn giao thông nhé các bạn. Trên khung hình nền trời rất là đẹp các bạn, thơ mộng quá trời luôn các bạn ơi. Trời đang có mây che nắng nha các bạn, cho nên là nhìn ở trên khung hình rất là mát. Cung đường này nếu mà chúng ta cứ đi thẳng ngoài là sẽ về đến cầu Cao Lãnh và qua thành phố Cao Lãnh nha các bạn. Tí nữa mình rẽ xuống hướng quốc lộ 80 Lấp Vò nha các bạn. Đi về Lấp Vò rồi sẽ rẽ qua đi qua Lai Vung. Rồi về đến Sa Đéc, qua thành phố Sa Đéc thì mình sẽ về đến Châu Thành, Đồng Tháp. Và qua Châu Thành, Đồng Tháp thì mình sẽ về đến Tân Hòa, Tân Hội, Vĩnh Long. Và mình rẽ phải là sẽ vào thành phố Vĩnh Long. Nếu mà đi thẳng nữa thì sẽ về cầu Mỹ Thuận nha các bạn. Rồi lên Tiền Giang, rồi Long An, rồi thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà mình rẽ phải về thành phố Vĩnh Long nữa các bạn ơi. Thành phố Hồ Chí Minh thì tính sau đi, hiện tại thì vẫn đang còn ở Vĩnh Long nha. Đây chúng ta đang qua cầu kênh 91, là một con cầu ở trên đường cao tốc nối giữa cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh thôi các bạn. Không hiểu sao mà đặt tên cầu lớn thế, đặt nhỏ nhỏ thôi.
có xe khách chuyến từ Sài Gòn về An Giang nha các bạn. Nếu ai mà đủ điều kiện âm tính hoặc là được tiêm 2 mũi thì sẽ được di chuyển lên tỉnh ngồi xe khách bình thường nha các bạn. Hiện tại các nhà xe đã hoạt động rồi và chủ yếu là vận chuyển hàng hóa, vận chuyển khách rất là ít. Đường cao tốc này hiện cũng mới hoàn thành được hơn một năm nay thôi, cho nên là hai bên đường người dân người ta chưa có xây nhà xây cửa mấy các bạn, mới có những trạm xăng dầu rồi những cửa hàng lớn là của các người có đất rồi có quan hệ rồi xin giấy phép kinh doanh mở nha các bạn. Mà thông thường thì người ta vẫn đang để con rào hai bên đó bạn, không cho xe thô sơ nhập vào thì phải. Không có xe khúc này xe thô sơ vẫn nhập vào được. Xe bánh chứ, xe bánh nhập vào được, còn xe thô sơ thì không thấy. À, có kìa. Mới nói xong kìa. Hai người luôn. Đó, chuẩn bị ở đây nè các bạn ơi, đến nhánh rồi kìa. Cầu Cao Lãnh là 14 km nữa các bạn, nhưng mà giờ mình rẽ phải để xuống quốc lộ 80 các bạn ơi. Phía hướng xa xa bầu trời đang chuyển mây đen ù ù kéo tới. Chúng ta đang chuẩn bị đi hết cung đường dẫn lên cầu lên đường rồi các bạn, để chuẩn bị xuống quốc lộ 80. Mình xuống quốc lộ 80 mình sẽ rẽ phải về hướng Lai Vung nha các bạn. Nếu chúng ta sẽ rẽ trái thì chúng ta sẽ đi về thị trấn Lấp Vò và đi thẳng nữa thì sẽ ra cầu Vàm Cống cũ nha các bạn. Nếu như mà chúng ta rẽ trái này đi một khúc qua cái gầm cầu vượt đó các bạn, thì các bạn mà gẹo trái lên thì các bạn sẽ lên lại đường cao tốc để đi về Cần Thơ rồi Kiên Giang rồi An Giang nha các bạn. Bây giờ mình đang đi về hướng thị trấn Lai Vung nha các bạn ơi. Cung đường này cũng là cung đường thơ mộng nha các bạn. Bằng lăng tím ở bên trái các phía các bạn đó các bạn. Này nó không ra hoa hết mùa hoa rồi thì phải chưa? Đến mùa hoa của nó là một dãy đường tím bằng lăng nha các bạn. Đẹp lắm. Dãy nhà máy xay sát lúa gạo rồi các bạn ơi. Siêu đại gia luôn các bạn. Đường đi xe rất là dằn, màn hình hơi lắc chút các bạn ơi. Đi xe tải thì phải chịu rồi các bạn. Nếu như mà chúng ta đi được con Audi Q8 hoặc Q10, Q12 gì đó các bạn, thì nó sẽ không có độ không bị rung nha các bạn. Đi xe tải thì phải rung thôi, rung cả người nên là màn hình hơi lắc, các bạn thông cảm cho mình.
cung đường rất là lãng mạn các bạn ơi. Đến giải phượng này các bạn, hoa phượng đến mùa phượng nở lại đỏ chói mà cung đường nha các bạn. Bên trái á, hết bằng lăng tím để đến phượng đỏ nha. Mình dừng video ở đây nha các bạn ơi.